mọi người cùng cảm ơn với mình nhé. Nhổ bớt này tôm ơi. Ăn xong đi đã, rồi tí này chua. Nhưng mà chưa ăn xong mà còn chưa đã nổi rồi. Chưa ăn ăn đấy, đóng cửa lại. Ông đi ăn tối chưa? Hả? Ông đi ăn tối chua. Này quấy tôm này. Ăn hết cơm đi xong rồi tự rửa bát nhá. Vâng. Hôm nay trời không lạnh đâu. Thank you.
Tao vừa chưa ăn cơm xuống. Vừa mới ăn. Ăn hết bát cơm đi. Mẹ ơi, nhìn nào. Con sắp hết rồi. Ăn hết bát cơm đi cho mẹ. Đưa điện thoại cho bác qua. Ăn thịt đâu? Ăn mua thịt đâu? Ăn hết bát cơm rồi. Chào. Ăn hết một bát tô rồi. Chờ ăn tiếp. Chú có ăn thịt không à? Không lấy cơm à? Ăn thịt chứ, ngày mai lấy một giờ thịt mà ăn. Ba đi lên nhà bà. Bà mà ăn qua ăn rượu thì bác hàng nó mà đâu bảo kinh. Chắc nhà bà lỗ á, nhà bà lỗ anh toàn là nó thịt bò chặt vào. Ăn nổi nè. Bà lẩu là bà mua không mà đi ngoài ăn kinh túi thì đâu bảo. Ý là nhà bà nấu. Ý là nhà bà nấu. Nhà bà lẩu nấu thế. Nhà bà lẩu. Chùa sâu bé bà cơm đi. Wow. Mẹ là ai? Chuyện chín. Bắt đầu. Lên, cố lên. Xúc cơm đi. Khi nào hoàn thành xong cái bình hoa này rồi nhé mọi người. Cảm ơn mọi người đã đón xem video này của mình. Bye bye.